Đây là dòng cây có múi Dòng cây có múi này hiện tại là trên cái cản của em đang cầm mọi người xem nha Nó đang rất là nhiều rệp sáp nha mọi người Rệp sáp này là rệp sáp ổ, rệp sáp bông Nó rờ vào nó rất là cứng Cái rệp sáp này hiện tại ấy, là nó đang bâu vào như vậy này mọi người này Nó rất là cứng nha mọi người nhá, Nghĩa là à, cái mùa này này là dịch hại rệp sáp nó nhiều như vậy này Thì những cái con này ấy, mà mọi người mà phun mà không đúng thuốc ấy thì nó không bao giờ chết được nhé mọi người mọi người phải phun đúng thuốc của nó nó mới chết nhá em xin giới thiệu đến mọi người cái bộ ba phun chắc chắn là sẽ hết nhé mọi người nhá đấy mọi người phải phun đúng thuốc thì nó mới hết nhé mọi người một bộ này xài được 200 lít với giá là 165 trăm sáu một bộ cảm ơn mọi người đã xem video này hẹn mọi người sang video tiếp theo hãy follow mình để theo dõi nhiều điều thú vị